Oh, I don't know the price, but from here to Myanmar. To Myanmar, right? Yeah, yeah. About 4 kilometers. Because this way. Yeah, 10 dong. 10. I don't know. Okay. Thank you. Cho một vé nhỉ? Một vé. Dạ. Một trăm ngàn.皇帝是一边爱一边喜欢一边讨厌，讨厌是在当时科普了盖了这个坟墓，他把税征了很高，80%，很多老百姓受不了这个打击，就是自杀死了。就是为了这个盖了这个坟墓，皇帝派了人到了很多国家，你可以看一下这两边，他是模仿中国的哪个地方？你能告诉我吗？
没错，这两边的两边是模仿了中国的西安兵马俑，那么也把兵马俑那个建筑带到这边来的。所以呢，这位皇帝呢，为了干了这个事，把老百姓拿出钱给他，然后他派人到国外去学习，来到这边建设的。那这个是以前这个讨厌，现在的话呢，你们各位到里面上班，你们买的票里面有2万，比如说你们各位是买一张票是10万，里面有大概是2万是还给这里的老百姓。所以呢，以前是讨厌他，因为他临死的时候，他在活的时候要了老百姓的钱，现在他去世了，他就把钱还给老百姓。他自己说的还是老百姓自己做的？不是，这个是他的就转给这个下一代，就是那个第十三代的末代皇帝，所以呢才老百姓知道的。所以呢，这个地方的话呢是到了这个每一年，这个地方的因为皇帝有总共13个，不过呢景点里面的三观的坟墓只有2个，第一个是明明皇帝。就是刚才我说的床上歌手的那个皇帝，还有第二个皇帝是这里的皇帝景定皇帝，但是呢明明皇帝他的坟墓没什么特别，唯一的这个坟墓是很特别的，因为是在这个国家是皇帝的不会告诉的人们他们的尸体长在哪里，因为有这个情况是盗墓，会有这个盗墓的这个状况，所以呢从第一代到十二代没有任何的皇帝来告诉人们是他的尸体在哪里，唯一这个皇帝这个皇帝是十二代皇帝，他告诉了人们他的尸体摆在哪里，所以呢在当时他先把这个他的美来告诉全世界，所以呢他告诉老百姓他的尸体摆在这里的往后面，因为他的大殿在这里的后面，等一下我们爬上去啊。那么所有当时是从这里的带抬进去，这里的往后大概是500米左右。那么等一下上去的话，各位看到很伟大的一个那个里面是一个大殿，因为它所用的中国陶瓷不是随便拿陶瓷，陶瓷的话要专门选过，有彩色，有花纹，而且的世界要漂亮。如果不漂亮的话，它不要的。另外呢是这个地方的话，到大殿里面是基本是没有打扫，因为很多地方如果你到一年你不打扫的话，会有这个蜘蛛的，或者是有虫子在上面呢是那个宿管的。那么，mày coi tôi chụp hình đó nè, nó chéo tôi đâu thấy gì đâu. Rồi mày kéo mày giờ bây giờ mày đứng đống tháo mày chụp lại tôi gì vậy? Thằng tí chụp sao? Thank you.
法皇帝让给保大皇帝，末代皇帝是保大皇帝。有的人说这个皇帝的孩子不是保大皇帝，意味的是第一个长相不像，第二是末代皇帝的身高五米八几，这个皇帝是一米六九，所以呢按照身高的长相不是他的孩子，所以呢很多老百姓就看得出来第十二代慢慢就没有皇帝了，因为这是一个灵感老百姓看得出来的。那么这位皇帝呢是当时他是明显被法国控制，因为他当了皇帝每个月到法国来回来一个月一次两次，从法国呢把那个法国的土给他引入，从那边带出来，所以他的身上所有的花所有的钻石的话都是法国赠送给他的。来，我们到外面是这边的旁边一个房间，看一下他那个是身上他带的东西，而且他每一次出去的时候都有一把枪，那这把枪的话呢，有些是法国的那个。
kia là cái nơi là để cho vua ở đây mãi mãi. Ở ngoài kia thì nó được làm bằng bê tông thép. Thì ở trong này chúng ta được làm bằng mảnh sàn bằng sứ. Ngày xưa cho đến tận bây giờ mình vậy, những cái mảnh sàn bằng sứ của mình lập vỡ ra thì cũng bình thường, không như là không làm gì cả. Nhưng mà những cái nghề nhân những thời đấy, người ta đã đập vỡ ra và mài nhẵn đi và ốp tráng lên những cái mảng tường như vậy, và người ta tạo thành bức tranh tứ thời Xuân Hạ Thu Đông, mai xe húc liễu, hay là chữ thò, hay là con chim công, hay là bộ bát phẩm của nhà vua, tám đồ vật quý, hay là cây liễu, nó được làm bằng mảnh sành sứ cả. Đặc biệt ở đây có ba bức tranh, đây là cửu long ẩn vân, chín công đồng ở trên mây, là trước mặt của nhà mình đây là chín công đồng ở trên mây. Cái thứ hai, cái này là do nghệ nhân phong tản vạn. Cái thứ nhất được vẽ bằng chân, chưa nhà. Trong một lần thì vua Ngụy Định đi sang lên đây để mà xem cái công trình của mình làm như thế nào rồi. Thì khi mà đi lên đây này thì Văn Quả Bảo có một lần ở dưới kia phải quỳ lại ngay. Nhưng mà ở đây này thì ông Phong Tĩnh vẫn đang mặc hài vẽ. Vua Khởi Định càng đi lên thì ông biết vua Khởi Định lên, nhưng mà ông muốn chưa điệu, chưa khâm này. Đấy, thì ông vẫn vẽ mặc hài vẽ như vậy. Thì khi đi lên thì ông thấy đang vẽ cái đầu rồng bằng tay, thì ông Phong Tĩnh chuyển sang một chân. Ông Khởi Định ông tức, ông bảo là tại sao nhà mi vẽ cái đầu rồng giống như vẽ cái đầu ta mà lại vẽ bằng chân. Đây là thi cung hòa thượng, ta sẽ chạm ba đầu nhà mi. Cái thứ hai, tại sao nhà mi để ta không chạm? Thì ông Phong có tặng nhiều chữ rồi, ông bảo bấm bệ hạ, thần cáo lỗi vì thần đang vẽ cái bộ quân tranh ở đây, cho nên thần không biết bệ hạ lên vì thần đang bị mạng vẽ, thần cáo lỗi. Cái thứ hai, vì thần đang vẽ cái đầu bằng chân cũng nhiều, vì khi mà vẽ bằng tay thì cái khuôn mắt của thần vì nó sáng quá, vẽ không thể chính xác bằng song song hai khuôn mắt nó khác nhau, cho nên thần phải vẽ bằng chân thì khuôn mắt của thần là sẽ xa hơn, thì sẽ vẽ thì thần nó sẽ chính xác hơn vẽ bằng tay. Đấy, thì ông Khởi Định nghĩ trong đầu rằng cũng đúng, ông bảo nếu cái đời này có hai phong cảnh là ta sẽ chém đầu người, nhưng mà thực chất thì có một phong cảnh mà thôi. Thì sau khi vẽ xong thì ông đã nhận bổng lộc của triều đình. Rồi và trong thời tiết ạ. Ở cái nhà mình đi vào trong này luôn ạ. Ở cái nhà mình đang thấy bức tượng vua được đúc thì đây là một vua như thế nào thì bức tượng như thế đấy. Thì trong một lần thì vua đã đặt sang nước ngoài để dự một cái hội nghị rất sai. Thì khi về không có thì những cái gì làm quà, thì người Pháp đã đúc cho vua tỷ lệ là 1:1, vua như thế nào thì bức tường như thế ấy. Ở bên kia thì được làm bằng đồng, thì khi mà về Việt Nam thì được mà bà lên trên kia. Thì từ bức tường của ngài đào sâu xuống 1000m, đấy là thi hài của nhà vua. Trong tất cả các đời vua, không có vị vua nào mà biển thi hài của nhà mình ở đâu cả. Người ta bảo mồ mả không yên thì làm sao mà con cháu sau này phát triển nổi. Thì nói đến vị vua ở Khởi Định thì nhà mình sẽ quay ngược về lại là vị vua Gia Long. Gia Long còn tích thật là Nguyễn Phúc Ảnh. Sau khi mà đánh tan quân Tây Sơn thì Nguyễn Phúc Ảnh đã đi tìm mồ mả của ba anh em áo vải lên để mà cuộc mồ mả lên và cho xương vào cái rò và giả ra cho con lính tiểu tiền vào đưa ra Biển Đông, đổ ra Biển Đông. Còn những cái đầu lâu thì giao vào trong một tối mãi mãi luôn. Đây là một trong những hình thức mang rợ. Cái thứ hai thì nếu mà vua biết nằm ở đâu thì người ta sẽ đào với vua lên để mà tìm vàng bảo cho bảo. Thế cho nên nếu mà mồ mả không yên thì làm sao mà con cháu phát triển được. Cho nên tất cả các đời vua không có vị vua nào biết cả, chỉ có vua Khởi Định biết thôi. Vì ông bảo rằng ta cho các ngươi biết, phải chăng thì đây là cái công trình, một trong những công trình tuyệt đẹp. Không lẽ nào với những cái người mà thù của ta lên đây mà thấy cái công trình này để mà nỡ lòng nào mà đào ra để mà phá, để mà lấy cái mồ mả của ta lên. Thì cho đến tận bây giờ chưa có ai mà lên đây để mà phá hoại công trình này cả. Từ năm 1931 đến tận bây giờ chưa có ai lên đây cả. Phía trên nhà mình đây là có một cái bức bùa tảng, mình thấy rất là nhẹ, giống như một cái mảnh vải vậy, nó đang đung đưa. Nhưng mà thực chất nó nặng đến hơn 2 tấn mà vẫn đang treo lủng lẳng ở trên cái trần nhà. Cho đến tận bây giờ mình một tấn rưỡi mình phải dùng cái xe chuyên dụng. Nhưng mà ngày xưa người ta làm bằng cách làm, người ta đang đưa một cái khối bê tông nặng hơn 2 tấn mà treo lủng lẳng lên trên cái trần nhà luôn. Có nghĩa là cái trần nhà này cái độ chịu lực nó cũng rất là cao.
phía sau nhà mình ở đây là còn một cái mặt trời. Mặt trời này nó đang lặn nhưng mà nó vẫn chưa lặn hẳn. Nếu mà lặn hẳn thì vua đã qua đời luôn rồi. Vua là mặt trời mà, cho nên vua mặt trời đang lặn có nghĩa là vua đang thống trị ở thế giới bên kia. Ở sau kia đấy là nơi thờ của vua Huyền Đình. Tất cả các đời vua, vì vua nào cũng thờ với vua mình cả. Nhưng mà chỉ có mỗi ngài Huyền Đình chỉ có thờ một mình mà thôi. Vì sao thì tí nữa em sẽ giải đáp tiếp. À, sau này là nhà mình thấy sẽ có một cái những cái làng hoa từ thời Pháp các bạn, năm 25 đến bây giờ. Thì khi mà cái Pháp lên để mà biển vua Huyền Đình thì sẽ tầm bây giờ vẫn còn như vậy. Thì mình sẽ xem nó như thế nào. À, xung quanh này là có chiếc thò. Chiếc thò này có nghĩa là trường tồn đại hải. Rồi bây giờ đây thì cũng gần vài năm có thể là tự do thông qua. Rồi, chào bạn đây. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.